Thế còn ru trung thì nó có những cái đặc điểm như thế nào thưa thầy? Miền Trung thì lại khác. Miền Trung đó thường thường đó, các quý vị đã thấy cái à ơi họ sang cái quán tư, mà cái quán tư đó là cái quán đem cái êm dịu vào trong lòng của đứa con. Rồi thì thành ra ở miền Trung đó thì bắt đầu vô đó nó lại có hai cái quán tư chồng chất. À ơi ru nè, à ru em, à ơi mà ru em họ sang sang quán. Thì cái đó là cái đặc điểm của miền Trung. Có lẽ là sẽ có khá là nhiều những người mẹ bình thường ở trong cuộc sống này đang ru con bằng những cái lời ru của Trung Bộ. Thế nhưng mà đến đây ngày hôm nay thì thầy Khê đặc biệt giới thiệu một gương mặt. Xin được mời quý vị cùng thưởng thức giọng ru Trung Bộ của nghệ nhân Hoàng Anh. Vì màu tay, vì bạn kim